Mến chào các bạn đã trở lại với kênh của mình. Như các bạn đã biết, World Cup 2022 diễn ra tại Qatar sắp sửa khởi tranh. Và linh vật của các kỳ World Cup đã mang lại một không khí thật là náo nhiệt. World Cup 1966 đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá thế giới, hình ảnh một chú sư tử Willy mặc chiếc áo đấu hình lá cờ Vương quốc Anh với dòng chữ World Cup. Trong kỳ World Cup này, Tam Sư ra đoạt chức vô địch, còn Brazil là đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại ở vòng bảng. World Cup 1970, cậu bé Janito mặc bộ đồng phục bóng đá màu xanh, trang phục thi đấu của đội tuyển Mexico và chiếc mũ rộng vành Sombrero cùng với dòng chữ Mexico 70. Và đội tuyển Brazil đã đoạt chức vô địch ở kỳ World Cup này. World Cup năm 1974 với biểu tượng linh vật là chú bé Tiếp và Táp, Tây Đức và Đông Đức khi này vẫn chưa thống nhất. Và kỳ World Cup này, đội tuyển Tây Đức đã bước lên ngôi vô địch. World Cup năm 1978 diễn ra tại Argentina với linh vật là cậu bé Gochito. Qua 3 năm liên tiếp, hình ảnh cậu bé lại được sử dụng như linh vật tại World Cup và lần này là Argentina. Argentina lần đầu tiên đoạt World Cup ngay tại sân nhà. World Cup năm 1982 diễn ra tại Tây Ban Nha với linh vật trái cam Naranjito. Trái cam là một loại trái cây đặc trưng của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Italia lại vô địch World Cup năm 1982. World Cup năm 1986 diễn ra tại Mexico với linh vật là trái ớt Pepe. Linh vật của kỳ World Cup 86 là hình ảnh trái ớt đội mũ vàng với Rimep, một loại quả rất được ưa chuộng tại Mexico. Và Argentina là đội bóng bước lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Italia 1990, linh vật của Italia khá đặc biệt so với các kỳ World Cup trước. Linh vật Ciao là cầu thủ hình cây gậy. Và đội tuyển Tây Đức đã vượt qua đội chủ nhà Italia để lên ngôi vô địch ở kỳ World Cup lần này. World Cup năm 1994 với linh vật là chú chó Chicker diễn ra tại Mỹ. Đây là giải đấu đầu tiên mà Mỹ đăng cai tổ chức và quốc gia này đã chọn hình ảnh là chú chó Chicker. Brazil tiếp tục thống trị tại kỳ World Cup năm 1994 này. World Cup năm 1998 diễn ra tại Pháp với linh vật là chú gà trống Fotis. Và ở kỳ World Cup này, đội chủ nhà đã đánh bại đương kim vô địch thế giới Brazil. World Cup 2002 diễn ra tại Nhật Bản và Hàn Quốc với biểu tượng linh vật Ato, Kat và Nick. Ở kỳ World Cup này, Brazil đã lần thứ 5 liên tiếp đoạt chức vô địch thế giới. World Cup 2006 diễn ra tại Đức với linh vật sư tử Goleo 6. Linh vật của giải vô địch bóng đá năm 2006 là con sư tử mặc áo thi đấu của tuyển quốc gia Đức với số 6 vì công ty sản xuất ra đã bị phá sản. Và Italia là đội bóng vô địch World Cup 2006 lần này. World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi với hình ảnh linh vật báo Jacumi và Tây Ban Nha lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch ở giải đấu này. World Cup 2014 diễn ra tại Brazil với hình ảnh linh vật Tatu Fuleco. Linh vật chính thức của World Cup 2014 là một con thú thuộc loài Tatu thường được tìm thấy ở Đông Bắc Brazil. Mặc dù linh vật có mang nhiều ý nghĩa nhưng đội chủ nhà Brazil phải thua đội tuyển Đức tại bán kết với tỷ số 1-7. World Cup 2018 diễn ra tại Nga với biểu tượng linh vật sói Zabi Vaka và đội bóng Pháp là đội bước lên bục cao nhất tại kỳ World Cup 2018 lần này.